Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Ái Hiền. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thời sự cho biết đã thi thể của 39 nạn nhân ở Anh sắp được hồi hương. Thân nhân của một trong 39 nạn nhân chết ở Anh cho VOA biết rằng thi thể của con trai ông đã được đưa ra sân bay ở Anh để làm thủ tục và nội trong hôm nay hoặc sáng mai sẽ được đưa lên máy bay để hồi hương. Ông Hoàng Lành, bố của nạn nhân Hoàng Văn Tiếp, 18 tuổi, nói với VOA rằng tối 25 tháng 11, rằng trong vòng thứ tư ngày hôm nay đến sáng mai là em của ông lên máy bay về nhà. Số tiền Bộ Ngoại giao thông báo báo cho gia đình là phải nộp 66.2 triệu Việt Nam đồng để đưa về đến Nội Bài và còn từ Nội Bài về nhà là chưa tính. Tuy nhiên, ông và người nhà hiện vẫn chưa nhận được thông tin về thời điểm dự kiến sẽ tiếp nhận thi thể của con trai. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam, hầu hết các gia đình nạn nhân đều mong muốn nhận thi thể một cách nguyên vẹn của người thân, chỉ một số có nguyện vọng nhận cho cốt. Trước đó, ngày 3 tháng 10, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể nạn nhân người Việt trong một xe tải chở hàng đông lạnh tại một khu công nghiệp trong quận hạt Essex. Vụ 39 người Việt chết ở Anh Quốc, tài xế nhận tội hỗ trợ nhập cư trái phép. Một người đàn ông Bob Ireland bị buộc tội ngộ sát 39 người Việt mà thi thể được phát hiện trong thùng xe tải gần London vào tháng trước. Hôm ngày 25 tháng 11 đã nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và nhận tài sản liên quan đến tội hình sự, theo Reuters cho hay. Xuất hiện trên màn hình video truyền từ nhà tù Belmarsh ở phía đông London, tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, không được yêu cầu phải nhận 41 tội danh khác, trong đó có 39 tội danh liên quan tới ngộ sát. Tòa án Anh Quốc chưa ấn định ngày sẽ bắt đầu xét xử Maurice Robinson về dự kiến. Nghi can này sẽ trình diện trong phiên tòa tiếp theo vào ngày 13 tháng 12 sắp tới. Thi thể của các nạn nhân người Việt, 31 nam và 8 nữ, được phát hiện trong thùng xe tại một khu công nghiệp ở Grace, Essex vào ngày 23 tháng 10. Trước đó, ngày 24 tháng 11, một đối tượng khác 23 tuổi cũng từ Bắc Ireland cũng bị cáo buộc âm mưu gian xếp hoặc tiếp tay vận chuyển người với ý định bóc lột và tiếp tay cho hành vi vi phạm luật nhập cư của Anh Quốc. Chính sách quốc phòng Việt Nam chuyển từ 30 thành 40. Sách trắng quốc phòng Việt Nam mới công bố vào chiều ngày 25 tháng 11 tiếp tục khẳng định chủ trương không liên minh quân sự với bất kỳ nước nào trong chính sách 30 trước kia và đồng thời bổ sung thêm rằng không sử dụng vũ lực hoặc là đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho hay điểm mới trong sách trắng lần này là chính sách 30 giờ đây chuyển thành 40. Phát biểu tại buổi lễ công bố sách trắng ở Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Tuy nhiên, tiến sĩ Hoài Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu thuộc viện ICS Yusof Isaac, có trụ sở đặt ở Singapore, nhận xét rằng phần lớn nội dung sách trắng là không có gì mới, kể cả các nguyên tắc 4.0. Sinh viên Việt Nam đóng góp gần 1 tỷ Mỹ Kim cho kinh tế Hoa Kỳ. Số du học sinh Việt Nam học bậc đại học tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 18 liên tiếp, góp phần 1 tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ, theo báo cáo thường niên Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế cho hay. Với gần 25.000 sinh viên, tăng 0.3% so với năm học 2017-2018, Việt Nam đứng thứ 6 trong số các quốc gia dẫn đầu về con số du học sinh tại Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2018 cho đến năm 2019. Đứng trước Việt Nam trong danh sách công bố hàng năm hôm ngày 18 tháng 11 nhân tuần lễ giáo dục quốc tế là các nước như là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Canada. Sinh viên của quốc gia đông dân nhất trên thế giới đứng đầu bảng với gần 370.000 sinh viên, đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ gần 15 tỷ Mỹ Kim. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, sinh viên quốc tế đóng góp gần 45 tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ vào năm 2018, tăng 5.5% so với một năm trước đó. Theo phúc trình Open Doors cho hay, có hơn 1 triệu sinh viên quốc tế học tập tại các trường đại học và cao đẳng của Hoa Kỳ trong năm học 2018-2019, chiếm 21% tổng số du học sinh bậc đại học trên toàn thế giới. Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo về an toàn và an ninh mạng.
Bộ Thông tin và Truyền thông ra khuyến cáo đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nên cần thay đổi thái độ khi tiếp nhận các cảnh báo về an toàn thông tin vì hậu quả xảy ra là nghiêm trọng, gây thiệt hại về uy tín cũng như tiền bạc. Truyền thông trong nước đăng tải ngày 24 tháng 11 cho biết và theo đó các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tham gia vào mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tham gia vào mạng lưới ứng cứu việc an toàn quốc gia để chia sẻ, tiếp nhận các thông tin về việc an toàn, an ninh mạng và hỗ trợ xử lý nếu cần. Vào tháng 10, Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam công bố số liệu cho thấy có gần 1.470 cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin ở Việt Nam trong quý 3 năm 2019, giảm gần 40% so với thời gian cùng kỳ năm 2018. Và trong khi đó, một báo cáo về an ninh website được công ty an toàn thông tin SiteStack công bố trước đó cho biết Việt Nam có hơn 2.500 trang web bị tấn công, xếp thứ 10 danh sách các nước có website bị hack trên thế giới. Vẫn phần tin Việt Nam cho biết Việt Nam miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển. Người nước ngoài sẽ được miễn thị thực thời hạn tạm trú 30 ngày khi vào khu kinh tế ven biển. Thông tin vừa nói được truyền thông trong nước loan chiều ngày 25 tháng 11 sau khi Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hiện Việt Nam có khoảng 18 khu kinh tế ven biển bao gồm 2 huyện đảo Phú Quốc, Vân Đồn và chính phủ sẽ quyết định khu kinh tế ven biển nào được miễn thị thực nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện của phía Việt Nam. Vào năm 2018, Chính phủ Hà Nội đã chỉ đạo soạn thảo dự án luật đơn vị hành chánh kinh tế đặc biệt đối với Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, hay còn gọi tắt là dự luật đặc khu kinh tế để trình Quốc hội xem xét. Nhiều cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu đã diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước vào tháng 6 năm 2018. Người dân lo ngại các đặc khu này sẽ tạo điều kiện cho người Trung Quốc vào chiếm đất của Việt Nam khi điều kiện cho thuê đất lên đến 99 năm với nhiều ưu đãi. Người dân Lào phản đối chính phủ cấp quyền công dân cho khoảng 2.000 người Việt. Thưa quý vị, chính phủ Lào sẽ cấp quyền công dân cho khoảng gần 2.000 người Việt sinh sống tại nước này trong tổng số khoảng là 6.000 đơn xin của người Việt. Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào, tướng Vili Lakhamphong nói tại Quốc hội Lào mới đây. Tuy nhiên, quyết định cấp quyền công dân cho người Việt tại Lào không được nhiều người dân Lào ủng hộ. Một số người dân Lào nói với Đài Á Châu Tự Do rằng những người Việt nhập cư vào Lào hiện đang lợi dụng Lào khi họ làm các công việc như thợ làm tóc, công nhân xây dựng, lấy đi công việc của người Lào. Một giới chức của người Lào đã nghỉ hưu còn so sánh với việc 2.000 người Việt được trở thành công dân thì sẽ có 4.000 người Lào mất việc. Giới chức giấu tên phụ trách việc đăng ký các gia đình thuộc Bộ Nội an của Lào cho RFA biết việc cấp quyền công dân cho những người Việt này là theo luật về nhập tịch của Lào. Nhiều tổ chức cá nhân trong nước lên tiếng phản đối vụ bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng. Một loạt các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân ở Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hôm ngày 21 tháng 11. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng bị cáo buộc làm và tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông cáo báo chí của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hôm ngày 22 tháng 11 trích nguyên văn cho biết, với việc bắt và khởi tố ông Phạm Chí Dũng, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã xóa bỏ các nỗ lực tuyên truyền và thúc đẩy quyền dân sự chính trị của chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian gần đây, vẽ thêm mảng tối về tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam, xác lập sự vi phạm trắng trợn các cam kết nhân quyền của nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng thế giới và khu vực. Bắt 5 người Trung Quốc bị truy nã trốn tại Việt Nam. Thưa quý vị, Công an thành phố Đà Nẵng mới đây cho biết cơ quan này vừa bắt giữ 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị Trung Quốc truy nã và đang lẩn trốn ở Đà Nẵng. Truyền thông trong nước loan tin ngày 24 tháng 11 cho biết 5 nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ vào đêm ngày 21 và 22 vừa qua có tên là Yu Hong Kang, Su Heng, Liu Yihu, Su Leng và Long Cheng Ming. Công an của Trung Quốc cho biết các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc từ năm 2013 với tổng số tiền khoảng 100 triệu nhân dân tệ.
Nhóm người Trung Quốc này cũng bị cáo buộc là gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ của người tham gia đánh bạc. Cảnh sát tỉnh Giang Tô đã truy bắt nhóm người nói trên, nhưng các nghi phạm đã bỏ trốn khiến cơ quan này phải phát lệnh truy nã. Và sau đó, công an Trung Quốc đã liên lạc với công an ở Việt Nam khi phát hiện nhóm người đang có mặt ở Đà Nẵng. Báo trong nước cho biết những người đàn ông Trung Quốc đã thay đổi liên tục các nhà nghỉ tại Đà Nẵng để tránh bị cơ quan chức năng truy lùng. Một thiếu niên Việt Nam chết ở Anh Quốc đã trốn ra từ trại tị nạn Hòa Lan. Một thiếu niên trong số 39 nạn nhân người Việt chết trong thùng hàng xe tải ở Anh Quốc đã trốn ra từ trại tị nạn The Hague, Hòa Lan, theo tin của báo Guardian hôm thứ Bảy cho hay. Nguồn tin dẫn lời viên chức sở tiếp nhận người xin tị nạn, viết tắt là COA, nói với báo chí địa phương là một thiếu niên người Việt đã bỏ trốn tại nhà tạm trú dành cho các di dân dễ bị tổn thương hay là yếu thế. Trong số 39 nạn nhân chết trong thùng hàng xe tải tìm thấy tại một khu kỹ nghệ thuộc thị trấn Grace, quận Essex, Anh Quốc vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, một số là trẻ vị thành niên và có hai người mới chỉ với 15 tuổi. Chiếc xe tải thùng hàng đông lạnh đã đưa họ từ cảng Bridges của nước Bỉ qua phà rồi đến một cảng của Anh Quốc. Những ngày cuối tuần qua, gia đình các nạn nhân được nha cầm quyền địa phương thông báo phải tự gánh lấy phí tổn đưa thi hài hay là tro cốt của họ về nước. Không phải nhà cầm quyền Hà Nội hay chính phủ Anh Quốc không đứng ra lo. Nếu không có tiền thì nhà nước sẽ ứng trước rồi họ phải ký lấy giấy nợ và hoàn trả lại. Và thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.